Các bạn đang đến với bản tin bóng đá cuối ngày của Kiền Bóng Đá TV. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Neymar quyết tâm tranh cúp vàng World Cup cùng Messi. Ronaldo 2.0 đã sai khi chọn Juventus thay vì Arsenal. Do gì thông tin Ronaldo không rời MU? Cực sốc, Luis Suarez trở lại Barca hè 2022. Hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin chi tiết và đừng quên dành ra một giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nha. Trong cuộc trò chuyện với cầu thủ Diego Ribas của Flamengo, Neymar chia sẻ: "Tôi thực sự muốn được chức vô địch Champions League cho PSG mùa này, nhưng tiếc là chúng tôi không thể. Bây giờ tôi muốn kết thúc năm 2022 với danh hiệu World Cup. Tôi đang chuẩn bị tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần và chúng tôi đưa Brazil vô địch World Cup. Tôi sẽ cống hiến mọi tinh túy cho giải đấu đó. Tôi đã dự World Cup 2 lần rồi và tôi biết nó khắc nghiệt như thế nào. Nếu bạn không sẵn sàng, cơ hội sẽ mất đi, vì vậy tôi sẽ không để nó tuột mất." Gia nhập Juventus của Allegri là một nước đi không hợp lý với Dusan Vlahovic. Bóng tấn của kỳ chuyển nhượng mùa đông 2022 đang đối diện với nguy cơ bị xịt. Cựu danh thủ Tacchinardi đánh giá, đội bóng cũ đã chẳng tạo cơ hội và đang không đặt Vlahovic vào vị trí để ghi bàn. Theo dữ liệu từ Transfermarkt, Juve đã vì Vlahovic mà duyệt chi tổng cộng 81,6 triệu euro ngay giữa mùa giải nhưng đang lãng phí khoản đầu tư khổng lồ này. Những con số cũng phần nào phản ánh việc huấn luyện viên Allegri không khai thác tốt năng lực của cầu thủ cao 1m90. Mùa này khi còn khoác áo Fiorentina, Vlahovic ghi được 0,17 bàn sau mỗi cú sút. Nhưng tại Juve, chỉ số này của tiền đạo người Serbia tụt xuống còn 0,14. Từ những dữ liệu trên cho thấy, nhận xét của Tacchinardi không hẳn là đúng hoàn toàn. Thực tế, số lần dứt điểm trung bình mỗi trận của Vlahovic tại Juve là 3,96, cao hơn nửa đầu mùa giải 2021-2022 ở Fiorentina là 3,34. Tuy nhiên, Tacchinardi đã rất chính xác khi nói về vế Juve đang không đặt số 7 vào vị trí ghi bàn. Dusan Vlahovic đã không chơi đủ 90 phút trong 4 trận gần nhất của Bianconeri. Anh thất vọng tột cùng, đôi mắt đỏ hoe và ôm mặt sau khi bị thay ra ở trận đấu Juventus thua ngược trước câu lạc bộ Genoa rạng sáng nay. Thời khắc đó, liệu Vlahovic có nhớ đến bài thuyết trình chi tiết hướng dẫn cách hệ thống của Arsenal khai thác tiềm năng của anh mà Mikel Arteta cùng đội ngũ tuyển trạch của pháo thủ đã soạn và trình bày? Trước những tin đồn về việc sẽ bị đẩy khỏi MU sau khi mùa giải năm nay khép lại, thì tương lai của siêu sao Cristiano Ronaldo đã được hé lộ bất chấp sự xuất hiện của tân huấn luyện viên Erik ten Hag. Theo đó, để chuẩn bị cho tour đấu hè tại Úc, câu lạc bộ Man United đã làm một tấm poster để quảng bá cho sự kiện này. Điều đáng nói trong bức ảnh kể trên, Cristiano Ronaldo đã xuất hiện trong trang phục sân nhà của MU ở mùa sau với Jadon Sancho và Alex Telles. Phát biểu trước trận đấu với Brighton, huấn luyện viên Ralf Rangnick bất ngờ nhắc đến tiền đạo Mason Greenwood, người vẫn bị MU đình chỉ vô thời hạn. Ông gọi anh là thảm họa khi mang đến những vấn đề cho chính mình, cho gia đình và cả câu lạc bộ. Ivan Anika của Eintracht Frankfurt là cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm của MU. Trung vệ cao 1m92 này đang chơi cực tốt ở Đức. Hợp đồng của Anika chỉ còn thời hạn 1 năm. Chi phí chuyển nhượng dành cho anh cũng không quá cao, dự kiến trong phạm vi 30 triệu euro. Huấn luyện viên Ten Hag đánh giá cao Anika và muốn kéo anh về sân Old Trafford. Mặc dù đích thân huấn luyện viên Ralf Rangnick cùng nhiều tờ báo lớn uy tín tại Anh đã khẳng định Rashford sẽ không rời MU ở mùa hè này. Dù vậy, PSG được cho là vẫn rất quyết tâm để sở hữu chân sút người Anh, bất chấp những thông tin trên. Mới đây nhất, đội chủ sân công viên các hoàng tử đã cố gắng để liên hệ với Rock Nation, công ty quản lý của Rashford. Nhà báo Fabrizio Romano cho hay, Monaco sẽ không chấp nhận lời đề nghị nào dưới 70 triệu euro cho Aurélien Tchouaméni vào mùa hè này. Cầu thủ 22 tuổi hiện đang là một trong những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá châu Âu và được hàng loạt ông lớn săn đón, trong đó có Real Madrid, Man United và Chelsea. Giám đốc thể thao của Arsenal là Edu cho rằng Mikel Arteta đang làm tốt công việc của mình và đó là lý do khiến ông được ký hợp đồng mới. Việc gia hạn sẽ là điểm tựa giúp ông tập trung giúp pháo thủ giành vé dự Champions League mùa sau. The Telegraph tuần trước đưa tin rằng Potter và Robert Mancini được coi là những mục tiêu thay thế cho Conte nếu ông ra đi. Trước đó, Mauricio Pochettino cũng được liên hệ với việc trở lại Spurs nhưng không thành công. Ở thời điểm hiện tại, Potter đang nổi lên là mục tiêu hàng đầu của Tottenham Hotspur nếu Antonio Conte rời câu lạc bộ vào cuối mùa giải, nhưng Spurs sẽ phải trả hơn 10 triệu bảng để đưa ông về từ Brighton. Mùa giải năm nay, tiền đạo Luis Suarez không được đá chính thường xuyên tại Atlético Madrid. Cầu thủ đang nhận lương 160.000 bảng một tuần, không được đội bóng thành Madrid sa hạ. Anh sẽ rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do hè năm 2022. Hiện Aston Villa đang quan tâm đến cầu thủ người Uruguay. Huấn luyện viên Steven Gerrard của đội bóng nước Anh
muốn tái hợp với đồng đội cũ tại Liverpool. Ngoài Aston Villa thì Barca cũng đang tính gây sốc với Suarez. Huấn luyện viên Xavi được cho là vẫn đánh giá cao kinh nghiệm của cầu thủ sinh năm 1987 và muốn đưa anh trở lại Camp Nou. Nhà báo Tây Ban Nha Jose Alvarez Haya tiết lộ, tiền đạo Luis Suarez sẵn sàng giảm lương để trở lại Barca ở phiên chợ hè 2022. Suarez vẫn còn tình yêu lớn với đội bóng xứ Catalan. Anh sẵn sàng chơi bóng cho Barca ở mùa giải tới. Theo Goal, đội bóng của Mỹ DC United liên hệ mời Gareth Bale. Tuy nhiên, ngôi sao chạy cánh của Real Madrid chỉ đưa ra quyết định sau khi giúp xứ Wales hoàn thành trận chung kết playoff tại vòng loại World Cup 2022. Trưa ngày 7 tháng 5, U23 Việt Nam đã có buổi tập nhẹ sau trận đấu gặp U23 Indonesia trên sân phụ Việt Trì. Chiến thắng mở màn 3-0 trước U23 Indonesia giúp tinh thần các cầu thủ U23 Việt Nam khá tươi vui, thoải mái. Họ không ngần ngại tạo dáng để truyền thông chụp ảnh. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã có buổi họp nhanh rút kinh nghiệm với toàn đội trong khoảng 10 phút trước khi bắt đầu buổi tập. Ông cũng đã có những trao đổi riêng với bác sĩ Choi Yu-yang. Ở trận đấu với U23 Indonesia, U23 Việt Nam đã có một số cầu thủ dính chấn thương nhẹ như trường hợp của Hoàng Anh và Văn Tùng. Tuy nhiên, hai cầu thủ này đều có thể ra sân trong buổi tập trưa nay cùng toàn đội. Tin bóng đá tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.